sứ mệnh đặc biệt của U20 Việt Nam. Ngày 27 tháng 1, đội tuyển U20 Việt Nam đã tập trung chuẩn bị cho giai đoạn quyết định trước thềm giải U20 châu Á 2023. Sau 7 năm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã trở lại để nhận sứ mệnh từng đưa ông vào lịch sử khi cùng Việt Nam lần đầu dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, đội tuyển U20 Việt Nam này đã tập được 2 tuần trước Tết. Sắp tới sẽ là một tháng rèn quân kết hợp tập huấn. Mọi việc tại đây vẫn như 7 năm trước, khi có lúc phải chia quân với câu lạc bộ, có một số bạn vẫn phải rèn thêm về kỹ chiến thuật. Nhưng xét cho cùng đội tuyển quốc gia mới là số 1. Đội U20 Việt Nam chỉ là cấp độ trẻ. Nhiệm vụ của tôi là làm sao đào tạo cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Những giải đấu như U20 châu Á sắp tới sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cầu thủ được học hỏi cung cách sinh hoạt, tập luyện, thi đấu, môi trường văn hóa sẽ là cái vốn rất lớn để họ phát triển tốt nhất khi tham gia đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ lứa U20 World Cup 2017 đang là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam là minh chứng. Tôi hiểu rõ người hâm mộ kỳ vọng về lứa U20 Việt Nam này, cho giấc mơ U20 World Cup 2023 hay xa hơn là World Cup 2026, 2030. Nhưng với cá nhân tôi việc U20 Việt Nam có dự U20 World Cup 2023 hay không? Không quan trọng trong cấp độ này. Ưu tiên số 1 là các cầu thủ có sự phát triển, trải nghiệm tốt để sau này đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFS trước khi bay sang Tây Á đá hai trận giao hữu tại Ả Rập Xê Úc và UAE đội U20 Việt Nam cũng sẽ là đội tuyển quốc gia đầu tiên mở hàng năm quý mão bằng trận mở màn giải U20 châu Á tại Uzbekistan gặp U20 Úc ngày 1 tháng 3. Đó sẽ là hành trình đầy thách thức khi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn gặp Qatar, Iran tại bảng B ngày 28 tháng 1 vừa qua, thay mặt thường trực ban chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng năm mới. Chúc sức khỏe và thành công tới toàn thể các thành viên đội tuyển U20 Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của đội trong năm 2023 rất quan trọng với việc chinh phục các mục tiêu mới tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 đang cận kề. Với trách nhiệm của mình, VFF đang cố gắng tạo mọi điều kiện tập huấn tốt nhất cho đội tuyển, trong đó có chuyến tập huấn tại UAE với những trận giao hữu chất lượng. VFF hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ cố gắng hết sức, phát huy tối đa năng lực của mình để tập luyện đạt kết quả tốt nhất có thể. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.